Mày đưa nhanh không có đưa nhanh cả ấn cái. Đút mía vào Linh. Cây không ạ? Cây thẳng được. À, tôi lại ném lại cho thằng này luôn. Liên quan gì đâu. Cách đi. Thay cái lần răng rồi lấy thẳng với cái gì. Thay cái răng lấy tiền nữa. Đúng rồi, thẳng lấy là tiền. Thôi mình thấy nha. Cái gì tiền lên một cái... Cứ nói là dễ. Đúng rồi, là xoay, 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 xoay. Để tạo ra, để là... Cái này cái quay rồi này, quay quay. Bắn lắm. Bắn lắm nhỉ. Bắn lắm. Lại nhé, cái cậu lại. Hãm lại cho chạy chậm lại đi. Không, cái nguyên nhân mà đi này đi như bây giờ mình đúng không? Mình đưa nhanh và đi chậm. Đưa nhanh, đưa chậm thì ví dụ như là... Chậm thì chậm cái lứa lại thì em sẽ... Cái lứa đi lại này thì em phải này. Anh chua chậm cái lô đây này. Thế thì này phải chưa chậm tốc độ lô này. Ờ, chậm tốc độ lô này, đẩy mía chậm lại. Đấy. Không, cái này phải chậm, nó sẽ chậm hết lại đó. Cái này này, cái này biến tần của ba cái. À. Tại vì cái lô nó đẩy nhanh thì mía chạy sẽ nhanh, đúng không? Quá thông minh, đúng không? Đây này, muốn nới là bác xít ở đóng dưới lại luôn này. Đó là định hình, định tâm. Đó, để cho không bị dơ ra luôn này. Đó, không đỡ bị động dơ luôn. Đó mà nó chỉ như đĩa sắt, cứ phải cho con vừa cái lỗ là cái điều. Cho con chặn qua mà nó được. Hay có anh ơi. Đó, xong rồi, cho bác xít ở đó này. Cảnh đó, cho con vừa cái nhà đồ này, cái con này là chuẩn quá này, con này luôn rồi, con giàu đừng nói bác, hơi quá rồi, cái là cái nước đặc, rồi rồi, đang mắc rồi cái lỗi mía đang này, chặt con mềm, đây này đang mắc cái lỗi mía này tắt đi, đúng rồi, tắt đi, mua một cái quặn mía đây này, đây là không cạo được này. Chẳng quát đấy, lỏng hoàn ra ra nữa đi. Nơi lỏng hết ra đi. Nơi lỏng hết ra. Tắt đi anh, tắt rồi. Tắt rồi, tắt rồi. Chảy nước ra này, nơi thôi. Tắt rồi. Tẩy ngược lại nha. À, hát lại tẩy ngược lại được rồi. Thấy chưa? Nới ra hết cỡ rồi. Tất cả là xô, cái lò xô đẩy nhách. Tất cả xô lò xô đẩy nhách. Nới con ốc đi là chỉ căng lò xô và nhão lò xô thôi. Chứ không phải là kéo lên cho xuống. Không kéo được lò lên. Con này không kéo được lò lên. Không kéo được đâu đây, tại vì hắn làm bằng cái lò xô thôi đây này. Bây giờ chỉ đẩy xuống thôi. Đó. Thì giữ thì không kéo được đâu lên. Anh có phải là hàn liền một ốc vào đây mà hắn đã kéo được đâu lên. Thì nó cũng nghĩ là... Chả lắm, nhưng mà...